Hello, xin chào cả nhà. Em lại tiếp tục có thêm một cái video mới nữa cho ngày hôm nay. Và video này thì em vẫn sẽ giới thiệu thêm một số cái sản phẩm mà túi xách hàng mới về ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Và kênh của em thì sẽ nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc sau đó mới gửi hàng đi cho khách. Khi mà anh chị nhận hàng về nếu mà nó có lỗi lầm gì hoặc là nó có cái sai khác nào mà em không có báo trên video thì anh chị vui lòng liên hệ lại và em sẽ cố gắng xử lý một cách hợp lý nhất cho mình. Lưu ý là kênh của em là chuyên bán hàng bãi Nhật và riêng đối với túi xách và ví cầm tay này kia, những cái món đồ thời trang thì em sẽ bán hàng si, hàng second hand, tức nghĩa là đã qua sử dụng rồi. Cho nên là dĩ nhiên là nếu độ mới cao hay này kia thì bản thân nó cũng phải có những cái xước xát do hàng đã qua sử dụng anh chị nha, chứ không phải là hàng mới trong store. Cho nên là anh chị lưu ý giùm em ha. Đầu tiên thì em đang có một cái chiếc ví cầm tay rất là xinh luôn. Ví này dành cho nữ, chất liệu của nó sẽ là da bò dập vân cá sấu và nó bóng bẩy như vậy. Nó có một cái loại da cá sấu mà cực kỳ đắt đỏ luôn là cá sấu bóng kính anh chị. Thì khi mình cầm những cá sấu đó thì nó cũng bóng như vậy ha. Nhưng mà riêng cái này thì không phải da cá sấu thật đâu, nó là da bò thật và dập vân cá sấu, cũng cực kỳ đẹp. Ví này là dáng dài dành cho các chị mình đựng tiền hay là đựng giấy tờ này kia rất là phù hợp luôn. Kích thước của ví này thì nó sẽ được là 18.5 nhân với là 9.5 và nhân với cái bảng là 1.5. Ở đây có cái chữ H cho này anh chị ha. Cái này thì không có hiệu đâu, nó chỉ là chất liệu da bò thật thôi. Này là mặt trước này, cái này là mặt sau. Góc cạnh thì còn rất là đẹp. Độ mới cao khoảng trên 78 trên 87-88% anh chị nha. Phù hợp để mình sử dụng. Đẹp, còn đẹp anh chị ha. Không có rách lõi đâu. Khi mình mở khóa thì mình mở như vậy ha. Bên trong thì có nhiều ngăn, lót là da lót da thật luôn. Bên trong rất là nhiều ngăn mình đựng thẻ này, thẻ tất cả các loại thẻ chỗ này, rồi bên đây cũng đựng thẻ luôn, rồi mình đựng tiền thẳng ở trong đây. Trong đây lót da luôn anh chị nha. Rồi có một cái ngăn khóa kéo nhỏ bên trong này thì lót vải. Ví này thì giá của nó sẽ là 450.000. Mình chốt cho em mã là ví nữ vân cá sấu ha. Hoặc là nếu mà anh chị có sử dụng Zalo thì mình chụp hình giùm em cái Zalo như vậy. 450 ha, ví nữ vân cá sấu. Lưu ý là trên cái khoen này thì nó có hơi một vài vết trầy nha anh chị. Với cái chỗ này người ta đẩy ra để vô chỗ này đó thì nó có hơi bung bung như vậy ha, nhưng mà trên đây thì người ta còn một cái lằn mai, nói chung là không có rách. Độ mới như vậy là rất là cao rồi anh chị nha. 450 cho cái ví này, và ví này phù hợp cho nữ, ví của nữ. Em có một cái chiếc ví của thương hiệu Agin. Ví này ví hiệu và chất liệu của nó là da bò. Này thì cũng nữ xài, nam xài mẫu này thì em thấy không có hợp đâu. Ví này thì thường các cô mình hay rất là thích nè, tại vì nó gọn mà đựng được rất là nhiều thứ. Kích thước của cái ví này thì nó sẽ được có là 11 nhân với lại 9.5 và nhân với khoảng 2 cm. Ở bên này á, Agin là cái chữ này nè anh chị. Có nhiều cái túi cái ví thì người ta ghi viết thẳng cái chữ Agin vậy luôn, còn có cái thì người ta chỉ ghi cái chữ giống như cái chữ hờ vậy thôi. Ví này thì da bò ha, và độ mới nó khoảng 80%, nó có những cái xước sát trên da, mình xài cũng bền bỉ thôi. Rồi mở ra thì bên trong chỗ này thì có hai cái ngăn này, chỗ này mình đựng thẻ, đựng căn cước đồ đó, mình đựng trong đây thì rất là phù hợp nha. Có hai ngăn bên trong lót vải. Rồi phía sau thì bật ra thì nó sẽ có cái ngăn để mình đựng thẻ đứng đó, nhiều ngăn ha anh chị ha. Bên trong này thì có hai cái ngăn để mình đựng tiền thẳng luôn. Ví này rất là nhiều ngăn, tuy mình nhìn thấy nó nhỏ gọn nhưng mà nó nhiều ngăn lắm, hàng hiệu luôn. Tuy nhiên thì ở trên mặt da thì nó có những cái xước sát như vậy, chứ nó không có mấy ken ha. Chị nào mà thích sử dụng thì mình xài cái này nó cũng bền. Cái thước thì em đo rồi, giá của nó là 350.000. Mình chốt như giúp em mã là ví đen 350. Cái này em bán giá 350 anh chị nha. Ví hàng có hiệu. Em có một cái ví của thương hiệu Bounce Bounce thì hôm qua nay thì em có một vài cái sản phẩm ha. Nhưng mà cái này thì dạng ví cốp cầm tay nhưng mà nó không mới đâu anh chị. Cái này có độ cũ trên mặt da cũng như là trên cái phần kim loại này nó có độ cũ rồi. Chỗ này người ta dập Bounce ha. Cái này thì dành cho các cô mình có thể đựng giấy tờ hoặc đựng tiền gì đó đi chợ thì cũng phù hợp. Chất liệu da bò, độ mới nó khoảng 78-79% thôi, không mới hơn, ta cũng xài nhiều. Size là được 19.5 nhân với lại 9 cm, phân cốp nha, cho nên là các cô thì xài mẫu này nó hợp. Rồi bên trong thì còn cả cái tag này, nhưng mà đều có dấu hiệu đã sử dụng. Còn cả cái tag Bounce nè anh chị ha, có nhiều ngăn lắm, lót vải màu đỏ đô cũng rất là đẹp. Nhưng mà không mới đâu nha anh chị, cái này thì cô nào mình thích thì mình mua sử dụng thôi. Đựng được đồ vô tư, đựng được tiền, đựng được giấy tờ đồ này kia, rất là nhiều ngăn luôn. Mình phân loại thẻ, sổ, tiền, bạc đồ này kia trong đây nó rất là phù hợp. Đó, trên đây thì nó có oxy hóa nhiều như vậy.
khóa là khóa IKK luôn, hai bên là da bò luôn, xài thì cũng bền, hàng hiệu lớn nhưng mà nó không mới. Cái này em bán cho mình với giá là 200 ngàn thôi, mình chốt với em mã là ví hiệu 200, 200 ngàn cho cái ví bao Smith luôn. Em có một cái combo này. Cái này thì thật ra là em cũng không không có rõ là người ta dùng để đựng cái gì á anh chị. Em sạch thử cái hình ảnh này á thì người ta nói là cái chỗ này nè dùng để đựng cái điện thoại, nhưng mà cái điện thoại phải nhỏ nha. Ví dụ như một cái điện thoại smartphone hơi lớn lớn là mình đưa vô đây không có vừa ha. Cái này là hàng hiệu rất là lớn này, Dolce Gabbana. Sản phẩm này được made in Italy, là một cái combo nó sẽ gồm như vậy. Cái này thì em nghĩ là mình đựng thẻ nè, đựng thẻ ATM rất là phù hợp. Còn này thì các anh mình cũng có thể sử dụng đựng thẻ luôn. Người ta ghi là dùng để đựng cái điện thoại vô đây. Em gắn thử cái điện thoại của em, dù nó hơi nhỏ đó nhưng mà nó cũng hơi chật. Đó, thì mình mua về mình có thể ứng dụng ha. Cái này thì bằng da bò và thương hiệu rất là lớn luôn. Và một cái này á, em thấy người ta cũng có bán, ở trên web người ta cũng có bán luôn. Nhưng mà nó giá nó cũng cao anh chị ha. Này thì mình mua về mình đựng thẻ giùm em đi, hai cái mình đựng thẻ luôn cũng đẹp, da cực kỳ xịn luôn. Hiệu này thì đắt đỏ, Dolce Gabbana, made in Italy. Về kích thước, để em đo kích thước nè. Cái đầu tiên cái to thì nó sẽ được với là 10 là 9 cm này, nhân với lại 9 luôn. Đấy. Rồi cái này thì là 10 9.5 này nhân với lại 8 cm. Cái này đựng thẻ ATM vừa hoặc là mình đựng nem cạc trong đây cũng vừa. Rồi, anh chị nào thẻ nhiều mình đựng vô đây cũng được luôn. Mình về mình ứng dụng anh chị ha. Combo này thì giá của nó là 500 ngàn. Anh chị chốt giúp em mã là combo 500 cho cái combo này. 500 anh chị nha. Đó, hàng xịn lắm. Nhưng mà ứng dụng thì mình chỉ có thể đựng thẻ thôi. 500 ngàn. Em sẽ có một cái ví này dành cho các chị nè. Cái này thì là dạng cái túi nha, mà mình có thể sử dụng như một cái ví cầm tay để đi tiệc, hàng có hiệu luôn. Và cái chất liệu này thì không có xa lạ anh chị nha. Chất liệu này là cái hạt kim loại đó, chứ không phải hạt cườm nhựa nha. Cái này là hạt kim loại màu đen, rất là đẹp, hàng có hiệu. Hàng hiệu này xuất xứ từ nước Úc, hiệu đó là Glomet này. Cái hiệu đây đấy, Glomet anh chị ha. Hiệu này thì là của một thương hiệu thời trang của nước Úc. Túi này thì hôm trước em có bán được một cái tương tự như vậy mà nó có trong cái hộp á, còn cái này thì nó không có cái hộp nha anh chị. Độ mới là khoảng cao, độ mới là khoảng trên 92-93%, không có lỗi lầm gì hết. Mình mua cái này để mình đi tiệc đồ này kia cuối năm thì nó rất là phù hợp luôn. Màu này màu đen, còn cái viền này thì kim loại này là màu vàng, màu vàng anh chị ha. Rồi bên trong lót là lót vải dập hiệu, ở dưới này thì cũng là lót vải luôn đó. Cực kỳ đẹp nha. Cái này mình đựng vừa ví tiền dài cũng như là vừa điện thoại, vừa tất cả các dòng điện thoại. Các chị mình có thể gắn dây vô để mình đeo chéo xách tay. Cái này thì mình dây cũng bằng kim loại luôn, nếu mình muốn đeo thì mình để nó như vậy ha, còn mình muốn xách tay thì mình chặt đôi nó lại thì mình xách để mình khi mình mặc mấy cái đồ đi tiệc rồi đó thì mình quải nó không đẹp, mình xách thì nó đẹp hơn. Thì các chị có thể chặt đôi cái dây này lại như vậy để mình làm một cái dây xách ngắn gọn như vậy chị ha. Em chập hơi xấu, chị chập lại. Rồi mình xách như vậy hoặc là mình cất vô luôn để mình làm một cái túi cầm tay thôi, nó cũng sang. Trên từng khoang khóa này người ta đập chữ G là Glomet đó anh chị. Rồi cái này thì em bán cho mình với giá là bao nhiêu? Em hôm trước có khách chốt đó nhưng mà chị đó không có cho em đầy đủ thông tin nên thôi em bán luôn, em không gửi được ha. Giá của cái túi này nó sẽ là 480 ngàn. Anh chị chốt giúp em mã là túi đi tiệc nha, 480. Túi đi tiệc 450, à 480. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị nha. Ở trên cái phần này thì một số cái vết trầy không tránh khỏi được rồi anh chị, hàng đã qua sử dụng. Đó, nhưng mà không có ảnh hưởng gì đâu, cầm rất là đẹp luôn và sang luôn anh chị ha. Nó cũng trẻ trung, nó không có bị già. 480 ngàn cho cái này, hàng hiệu của Úc á. Hiệu này cũng đắt đỏ nha anh chị, không phải là hàng dởm đâu nha. Nói về hàng hiệu thì hôm nay em có về được một cái chiếc túi này, túi hiệu. Này cho chị nào săn hàng hiệu ha. Hàng hiệu đây. Miu Miu đó, hiệu cũng rất là xịn sò anh chị nha. Và Miu Miu này thì mình thấy rất là nhiều, ví dụ như là mắt kính này, những cái sản phẩm đồ trang sức này, túi xách này, thắt lưng đồ đó, vân vân, được rất là các chị rất là săn đón luôn. Và thương hiệu này thì họ có nhiều cái bộ sưu tập mới bây giờ chứ không phải là hàng cổ. Và rất trên thế giới thì người ta rất là chuộng cái thương hiệu này. Túi này thì mới, rất là mới, như chưa sử dụng, còn cả túi vải bên ngoài đó. Bên trong á thì còn đầy đủ sổ thẻ hết luôn đây này, rất là nhiều sổ thẻ. Nhưng mà điều cái túi này là cái túi vải anh chị ơi chứ không phải là túi da nha.
Đây, còn cả thẻ này, thẻ thành viên gì đó ha, hay thẻ bảo hành gì đó em cũng không biết nữa. Rồi, ở đây thì có một cái tag Miu Miu. Rồi, ở đây thì có một cái tag nữa. Nói chung là đầy đủ đồ hết nha. Miu Miu thì thường thì mình gặp cái màu hồng này. Rồi, cái này là cái độn phơm. Mà cái túi chính á, thì nó sẽ là như vậy. Này, nó là một cái túi vải rút thôi anh chị. Nhưng mà phù hợp để chị nào mà mình mua để sử dụng đồ, đựng đồ cá nhân, đựng đồ trang điểm, hoặc là đựng tiền, hoặc là mình xách để mình phối đồ cũng đẹp ha. Lưu ý là cái này hàng hiệu lớn, rất là lớn luôn. Một cái túi này thì thường hàng si là bán phải trên 2 triệu mấy anh chị nha. Một cái túi da nó không có rẻ đâu anh chị ha. Nhưng mà điều cái này túi vải và độ mới mới cứng như vậy. Vải màu xanh sọc. Cái dây này là da thật, mình rút miệng nha. Đấy, cái này thì nó giống như là một cái túi nhái vậy đó. Các chị mình có thể đựng tiền, hoặc là mình có thể rút lại như vậy rồi mình xách mình phối đồ nó cũng đẹp ha. Hàng cũng có giá trị. Rồi, ở trong đây có cái tag Miu Miu luôn, bên trong thì sạch đẹp. Ở đây có cái tag ghi là Made in Turkey. Đấy. Hàng xịn sò anh chị nha, tại vì người ta làm túi vải thôi chứ không phải là hàng dởm đâu ha. Rồi, kích thước của cái túi vải này thì nó sẽ là chiều cao lên là được 22.5 nhân với cái đáy cái bề ngang là được 19 cm. Anh chị nào săn hàng hiệu xịn đó, thì mình có thể chốt cái này em bán cho mình với giá là 550.000 thôi. Anh chị chốt cho em mã là túi hiệu Miu Miu 550. Này mà nếu mà nó là túi da thì giá nó cao lắm anh chị nha, nhưng mà nó là vải thôi cho nên giá nó cũng khoảng vài trăm để anh chị mình có thể mua sưu tầm hàng hiệu. Rồi, đó là cái hàng hiệu VIP mà em mới về được cái lần thứ hai thôi đó. Mới có về được lần thứ hai của cái hiệu đó thôi. Plus cầm tay thì em sẽ còn cái mẫu này. Mẫu này của thương hiệu Renoma, và cái này em có giới thiệu rồi nha. Cái này hàng của đợt trước chứ không phải là hàng mới về, nhưng mà nó đẹp lắm. Độ mới cao lắm anh chị. Chất liệu chỗ này là vải bố rồi hay là canvas gì đó, rồi người ta phủ thêm một cái lớp nhựa mỏng, thiệt là mỏng luôn, để chống nước anh chị ha. Sản phẩm của Renoma của Paris, và phối cái chỗ này, mấy cái màu gốc này và cái viền này thì nó là da thật, cực kỳ đẹp luôn. Cái này nam nữ đều xài đẹp, và cái màu quá trời sang luôn anh chị ha. Cái này thì thật ra nó không phải là clutch cầm tay, mà nó có cái chỗ để mình gắn dây, nhưng mà hiện tại nó mất dây rồi cho nên mình xài như một cái clutch cũng đẹp luôn. Túi này thì Made in France, Renoma Made in France. Ở đây bên trong lót da thật sạch đẹp, độ mới cao, độ mới trên 90%, rất mới đó. Có hai ngăn. Cái này thì mình xách đi tiệc là vô tư nha. Không phải là mình mua hàng si á, thì có những cái thì nó có độ cũ, độ sờn nhiều. Nhưng mà cái này thì nó rất là đẹp thôi. Anh chị cứ tự tin mình xách thôi nha. Rất là có giá trị. Renoma. Cái này thì kích thước của nó sẽ được là 28 này, nhân với lại 21, và nhân với cái đáy là khoảng 4 cm. Độ mới cao. Rồi giá của cái túi này nó sẽ là 550.000. Mình chốt cho em mã là túi cầm tay Renoma ha, giá 550, rất là đẹp. 550 cho cái túi này. Em có một cái clutch cầm tay bằng da bò luôn, màu đen. Cái này thì độ mới nó khoảng 85-88%, màu đen phong hợp như vậy. Đó, hàng có hiệu gì nè, 2 in gì đó, màu đen anh chị nha. Rồi kích thước của cái túi này thì nó sẽ được có là 26 nhân với lại 17, và nhân với cái đáy là được 6 cm. Khuyên khóa thì có oxy hóa nha, có oxy hóa nhẹ rồi. Độ mới thì nó khoảng tầm 80% thôi, nó không tới 90%, phù hợp để mình sử dụng. Nam nữ đều xài được. Ở phía sau thì có một ngăn nữa, ở đây có dòng chữ gì đây này, đây anh chị nha. Rồi có một ngăn phía sau. Rồi dây này thì mình có thể gắn vô mình đeo, hoặc là đeo vô cái cổ tay, hoặc là mình không gắn thì mình tháo ra, hoặc là mình giấu vô bên trong ha. Bên trong thì lót vải sạch đẹp, có thêm ngăn khóa kéo nhỏ. Túi này cũng đẹp luôn, phù hợp để mình sử dụng rồi. Chất liệu da bò, xài bền anh chị nha. Lưu ý phía sau đó có dòng chữ này, anh nào không thích thì mình có thể đợi cái khác anh chị nha. Nó có dòng chữ này. Rồi góc cạnh thì còn rất là đẹp. Giá của nó cũng là 550.000. Mình chốt cho em mã là túi cầm tay đen 550 anh chị nha. Cầm tay màu đen, giá 550 cho cái túi này. Tiếp theo thì em sẽ còn một cái túi cầm tay của Italy. Túi này em thấy đẹp quá trời luôn. Mình có thể mua làm quà tặng được luôn, mà cái này của nữ nha. Chị nào mà chất chất bụi bụi thì mình nên lấy cái túi này, chắc nó không đụng hàng với ai đâu. Da đen, nhưng mà người ta đen kiểu cách lắm chứ không phải là đen kiểu bình thường.
Đó, cái này là dạng clip cầm tay dán cho nữ, mình có thể phối với đồ cá tính hoặc là mình đi tiệc gì đó mình mặc đồ, những cái bộ đồ phù hợp mình phối cái này lên nó rất là hay luôn. Kích thước sẽ được là 30 nhân với lại 17 và nhân với 6. Chất liệu da bò xịn nha, hàng của Italy và còn cá tác luôn đây này. Đấy, khen khóa thì còn mới. Bên trong là lót vải lụa rất là xịn luôn, hàng có hiệu và có chứng nhận da thật made in Italy, có một ngăn lớn và một ngăn khóa kéo nhỏ ha. Cái này thì giá của nó hôm nay em sẽ bán cho mình với giá là 550 luôn đi anh chị. Cháu chúng em là túi cầm tay nâu của Ý nha, giá 550. Hôm trước em có chụp hình rồi đó, anh chị có thể vào xem hình luôn giùm em. 550 cho cái túi này, túi đó của nữ nha anh chị, cái đó nữ xài chứ nam xài mẫu đó không có hợp. À, cái túi đà điểu hôm qua có nhiều anh thắc mắc, anh chị thắc mắc là em có báo cái chỗ này thì nó có bị rách không. Đây, cái túi này siêu đẹp luôn anh chị nha. Túi này thì là màu nâu đậm, rất là đậm, giống như là màu sô-cô-la đậm vậy đó. Dáng xách tay và cầm nó cực kỳ nặng tay luôn, cầm cái túi lên là mình biết hàng xịn liền rồi anh chị ha. Kích thước của cái túi này thì nó sẽ được là 28 này nhân với lại 20 và nhân với cái đáy là 13. Cái form nó rất là xuất sắc và dành cho các chị các cô mình đi làm hoặc là đi công việc, đựng được rất là nhiều đồ, có cái tác chứng nhận GRA, là chứng nhận da thật da xịn của Nhật anh chị ha. Khóa là khóa Salvatore, khóa kiểu Salvatore và còn mới, độ mới rất là cao, độ mới cái này rất là cao luôn, phải trên 93-94% luôn. Nó có một cái chỗ này và hôm qua em phát hiện và em báo cho anh chị đó, đây này, nó không có rách đâu nha anh chị, nó không có bị rách rớt đồ, không có bị rách kiểu như là sợ mà nó hư. Cái đặc biệt của cái da đà điểu thật á, thì cái lỗ chân lông nó như vậy. Này mình có thể bật nó lên được đó, mình bật ngược nó lên như vậy được anh chị nha. Và khi cái chỗ này nè, giống như là người ta test thử đó, người ta bật nhiều quá, bật mạnh tay quá thì nó sẽ bị mất luôn cái chỗ này, cái momo này ha, thì nó sẽ còn chừa lại một cái vết như vậy đó. Chứ cái túi thì nó rất là đẹp và nó không có rách lỗ gì đâu, và nhìn xa xa mình không có thấy đâu anh chị ơi. Độ mới như vậy rất là cao rồi ha, còn cả tác giấy luôn. Túi này thì bên trong lót nhung luôn, không có gì để chơi, chỉ có chút xíu chỗ đó thôi. Và nếu như mình mua tặng cho chị nhà hay là mình mua mình sử dụng thì nó vô tư rồi, không có vấn đề gì hết anh chị nha. Một cái màu cũng như là một cái kiểu dáng rất là đẹp sang như vậy đó. Giá của nó là 1850. Anh chị yên tâm là nó không có bị rách mà rớt đồ đâu anh chị nha. 1850 cho cái túi đà điểu nâu này. Đà điểu thì em cũng còn một vài túi đó, em còn một cái chiếc túi màu vàng nữa này. Túi này thì giá cũng đồng giá là 1.850.000 luôn. Túi này thì còn cả túi vải nha. Túi này thì cái form của nó sẽ là gọn hơn cái túi kia, cũng là dáng xách tay dành cho các chị luôn. Đây, hai cái màu nó như vậy nha. Và hai cái màu này đều phù hợp cho các chị mình hơi lớn tuổi, khoảng ngoài 40-45 thì mình xài những cái mẫu này. Túi này á, cái túi màu nâu này á, thì nó sẽ là không có thiết kế dây đeo. Còn cái túi này thì có thiết kế dây đeo. Và em quên rồi, em không nhớ là còn dây không. Để em xem. Còn dây đó anh chị, cái này mình có thể xách tay hoặc là mình có thể đeo luôn. Dây là dây da bò. Cái này cũng còn cả tác giấy luôn ha. Độ mới rất là cao. Mà tại cái màu của nó vậy thôi chứ không phải là nó cũ. Độ mới này cũng phải được 90%. Góc cạnh sờn rất là ít luôn. Đó, như vậy ha. Màu này là màu vàng, giống như là hơi sữa sữa vậy đó, chứ nó không có vàng tươi. Kích thước của cái túi này á, thì sẽ được là 31 nhân với lại 20 và nhân với 9 cm. Cái này mình đi làm công sở rất là phù hợp, các cô mình hơi có tuổi chút xíu mình xài màu này cũng hợp lắm. Bên trong á, là lót nhung màu màu vàng đậm nha, màu lót nhung sạch đẹp vô cùng luôn. Dây á, là dây da bò rồi. Túi này thì giá của nó là cũng là 1850. Mình có thể chốt giùm em mã là túi đà điểu màu vàng ha, giá 1.850.000. Hai cái túi này thì cùng giá 1850 hết luôn. Mình thích màu nào thì mình chốt giùm em màu đó thôi. Đó. Rồi, hôm qua giờ thì các anh chị lăn tăn chỗ cái vết này, nhưng mà em báo lại là nó không ảnh hưởng gì đâu anh chị ha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi da chim công. Đấy. Da chim công thì đặc biệt nó nhìn nó giống với lại da đà điểu anh chị ha, nhưng mà nó sẽ cái lỗ chân lông nó nhỏ hơn và nó khít hơn. Túi này thì là da chim công, màu của nó là màu kem, màu kem giống như màu hơi kem đậm nha, không phải kem nhạt nha anh chị nha, hơi đậm đậm á. Dây này thì mình có thể thay thế cái kích thước được, mình có thể tăng đưa nó như vậy. Đây,
dây tăng đưa được anh chị nha. Các chị có thể kéo ra để mình đeo chéo, hoặc là mình hơi lớn tuổi chút á thì mình có thể xách tay. Với lại cái màu này á thì nó không có phải là màu trẻ ha, màu nó cũng hơi cứng. Những cái túi da đà điểu hay là da những cái da độc lạ này thường là ít khi là có những cái dáng mà trẻ anh chị, hiếm lắm mới có những cái dáng trẻ nha. Đa phần là người ta sẽ làm cái dáng hơi đứng tuổi như vậy, phục vụ cho các chị mình, các cô mình để mình đi làm hoặc là sử dụng phong thủy. Còn trẻ hơn thì đa phần là da bò là nhiều. Kích thước của cái túi này thì nó sẽ được là 24, đáy 24 nè, miệng là 23, chiều cao lên là được 19 nè. Và bảng đáy là được 9 cm, khoen khóa thì còn đẹp nha. Khoen khóa thì độ mới cao này. Cái da này, phần da góc cạnh thì độ mới cũng còn cao, nhưng mà là cái màu thôi chứ không phải là bị cũ nha anh chị. Ở phía sau đây có một dính dơ chỗ này chút xíu nè. Đó, còn lại là cái này là da chim công. Da chim công thì cái lỗ chân lông nó như vậy. Nó nhỏ hơn mà, cho nên là nó sẽ lỗ chân lông nó nhỏ và nó nhạt hơn so với cái da đà điểu. Rồi cái khóa này mình mở như vậy. Ở bên trong thì là lót là lót gì đây? Lót da. Lót da sạch đẹp anh chị nha, có nhiều ngăn như vậy. Đó, có một ngăn khóa kéo luôn, khóa là khóa IKK đẹp luôn. Đồ mới cao anh chị ha. Rồi, mình có thể tăng đưa cái dây. Đó, nhưng mà riêng em thì thấy là mình xách tay như vậy nó đẹp hơn. Với cái dáng này, các chị các cô mình xách tay nhìn nó sang hơn, hoặc là mình đeo vai ha. Cái này mình khoác vai là đẹp. Giá của cái túi này thì nó sẽ là, phía sau có ngăn nữa này. Giá của túi chim công thì nó sẽ là 1.450.000. Mình chốt cho em mã là túi da chim công 1450 cho cái túi này. Đẹp anh chị nha, da độc lạ. Đó. Rồi, anh công chim công thì người ta lấy được cái da người ta làm túi, rồi có cả những cái túi lông công nữa đó anh chị. Lâu lắm rồi em không có về túi lông công ha. Em còn một chiếc túi xách tay da đà điểu, cái này thì đang khuyến mãi nha. Màu đen, dáng xách tay phông hến. Kích thước thì nó sẽ được là 30 đáy nè, miệng là 26, chiều cao lên là được 23 và bề ngang đáy là được 10 cm. Còn ổ chìa khóa luôn, khoen khóa thì có oxy hóa nha, độ mới tổng thể khoảng 80-82%. Có nhiều ngăn như vậy. Phông hến rất là sang luôn, góc cạnh có sờn. Cái này phù hợp để mình mua sử dụng đi làm công sở rồi này kia thì phù hợp, hoặc là các chị các cô mình đi công việc cũng hợp. Bên trong có chứng nhận Arctic Leader ha. Lót là lót vải nhung. Rồi, cái này em đang khuyến mãi còn là 950.000, anh chị chốt cho em mã là túi đà điểu đen 950. Túi đà điểu đen 950 anh chị nha. Rất là đẹp thôi. Nhưng mà nó không mới bằng những cái hình nãy giờ. Mà mình mua sử dụng thì mình mua thay đổi liên tục thì mình mua cái đó là phù hợp rồi. Em có một cái siêu phẩm túi đà điểu nữa này. Túi này màu xanh dương nha. Và cái form này cũng là lần thứ hai thôi. Em chỉ bán cái form này, lần này là lần thứ hai thôi. Hôm trước là cái dáng này là cái túi da hải cẩu đó. Còn hôm nay là em về được cái túi da đà điểu. Mà cái form dáng này cực kỳ sang luôn. Các chị mình có thể xách như vậy ha. Hoặc là chị nào hơi ốm ốm thì mình có thể đeo vai được. Hoặc là mình tháo luôn cái dây này ra, mình cầm như một cái clip cầm tay để mình đi tiệc. Đẹp lắm, độ mới rất cao ha. Và màu xanh này cũng hiếm gặp lắm anh chị, màu xanh dương. Cái đáy là được 23, chiều cao lên là được 16 và cái bề ngang này là khoảng 8 cm. Cái dây này nè, mặt trên này nó là da đà điểu đó. Khúc này là da đà điểu nhưng mà chỗ này nó không có lỗ chân lông thôi. Rồi mặt dưới thì người ta gia cố một cái lớp da bò nữa anh chị ha. Khóa đây, cái khóa kiểu này. Độ mới cái này cao lắm anh chị. Cái khóa thì nó oxy hóa rất là ít, rất là nhẹ nhàng. Rồi mình mở cái túi ra như vậy ha. Ở bên trong thì là lót da sạch đẹp luôn, độ mới cao. Trong lót da như vậy. Đó, hai mặt này đều là da đà điểu hết. Cái phần khoen này thì còn đẹp, độ mới cao lắm anh chị. Dây này để em xem coi. Dây này thì mình, nếu mà mình muốn cất thì mình phải tháo đi, chứ mình cất giấu vô như vậy không được nha. Tại vì chỗ này mình phải xài cái cớp. Cái này là em không có độn gì hết luôn, là nó cũng dưỡng phơm như vậy anh chị nha. Đẹp quá. Túi này gọn gọn, đẹp lắm. Giá của nó cũng là 1.850.000. Anh chị chốt với em mã là túi đà điểu xanh dương. Màu xanh này thì hiếm lắm anh chị, hiếm gặp. Và cái phơm này cũng ít gặp lắm. Phơm này các chị mình ngoài 30 là mình xách được rồi, nó cũng trẻ nè. Rồi, xanh dương anh chị nha, 1.850.000 cho cái túi đà điểu này. Tiếp theo là em sẽ có một chiếc túi cá sấu. Cá sấu này là cá sấu ghép nha.
Đấy, cá sấu và người ta ghép 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 miếng lại với nhau như vậy, cá sấu thật á anh chị, ghép miếng nha, phối với da bò. Ở cái phần đáy này da bò, quai cũng là da bò. Nhưng mà cái túi này thì độ mới nó rơi vào khoảng 80% thôi, nó không mới hơn, tại vì trừ cái điểm mấy cái khoen khóa này nó hơi mờ, có oxy hóa anh chị ha, chỗ này cũng oxy hóa. Cái này mình mua sử dụng là ok, hoặc là cô nào mình hơi lớn tuổi á, mình thích xài phong thủy thì mình xài cái túi này cũng đẹp. Cá sấu ghép từng cái miếng da cực kỳ xuất sắc như vậy luôn anh chị nha. Và nó cũng cầm nó rất là đầm tay, nặng tay ha. Cái thước của cái túi này thì sẽ được là 24 đáy này, cái miệng là 23.5 nhân với lại 18 chiều cao, và cái bảng đáy là khoảng 9 cm. Rồi mình mở khóa như vậy. Lưu ý là cái này nó có oxy hóa anh chị nha. Ở bên trong thì là lót vải. Tình trạng thì nó sẽ không có rách lõi chỗ nào, nhưng mà mình nhìn cái phần vải cũng như phần bên ngoài oxy hóa này thì mình thấy là nó sẽ phù hợp để sử dụng thôi. Mình mua tặng thì mình tặng người thân thiết thôi, chứ không có phù hợp, nó không có mới lắm để mình tặng quà anh chị nha. Rồi khóa là khóa IKK nhiều ngăn luôn, đựng vô tư. Cái này em cũng không có độn phơm gì. Trước khi đi giao cho anh chị thì em sẽ có lau sơ sơ lại cho kiểu cho nó sạch đẹp lại chút xíu thôi. Bản thân nó cũng là hàng đã qua sử dụng nhiều, chứ nó không có mới ken anh chị nha. Giá bán của cái túi cá sấu này nó chỉ có 950 thôi. Anh chị chốt cho em mã là túi cá sấu ghép ha. Cá sấu mà giá 950 thì nó cũng hiếm anh chị, ít khi nào có giá này lắm. Nhưng mà cái này là nó hơi, cái độ mới nó hơi không bằng những cái khác, cho nên là em bán 950 để mình mua mình sử dụng thôi. Bán bằng chiếc túi da bò luôn, 950, túi cá sấu ghép anh chị nha. Cá sấu Cayman thì em còn một mẫu này. Mẫu này thì không hiếm. Đấy, mẫu này không hiếm, nhưng mà điều cái con cá sấu này nó cũng to này, cái gù nó siêu to luôn. Cá sấu Cayman thì hôm qua em có một cái chiếc túi siêu phẩm thì em hết rồi nha. Và hôm nay em sẽ có một cái chiếc túi này. Cái dáng xách tay cớp rất là đặc trưng của Nhật luôn. Và thường cá sấu Cayman thì mình sẽ chỉ gặp cái mẫu này là nhiều thôi. Kích thước của cái túi này thì nó sẽ được là 25, cái đáy 25 đó, cái miệng là 24, chiều cao lên là được 16 này, và cái đáy là được 7 cm. Con cá sấu này rất là to, gù rất là to đẹp luôn anh chị nha, cầm nó rất là nặng tay. Độ mới nó rơi vào khoảng 70 mấy 80% thôi. Cái dòng này thì là dòng cổ, mà ở trên đây thì mình cũng có thấy những cái dấu vết anh chị nha, không có rách lõi nhưng mà không có mới đâu ha, không có thể mới được. Mình có thể mua để mình sưu tầm xài phong thủy, hoặc là các cô mình xách đi là vô tư. Rồi cái phần da, cái quai này thì là da bò dập vân cá sấu, chứ không phải là quai cá sấu ha. Ở trong này nó có mấy cái vết sờn thôi, chứ nó không có phải là bị gãy nha. Cái quai này không có gãy, nhưng mà nó không phải là quai cá sấu, quai là dập vân cá sấu đó. Rồi cái cớp thì là kim loại màu 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 bạc á, màu trắng anh chị, cũng có oxy hóa nhẹ rồi. Nhưng mà còn tổng thể còn đẹp nha. Ở bên trong là lót da tổng hợp, không phải là da thật, cũng không phải là da phông sơn, mà là da tổng hợp. Khóa là khóa IKK. Hệ thống ngăn bên trong thì cũng như những cái túi cớp khác thôi, nó cũng như vậy, có hai ngăn nhỏ hai bên. Túi này thì các cô mình sử dụng mới đẹp nha, các chị mình nhỏ tuổi thì không có nên xài mẫu này đâu. Giá của cái túi này thì em bán cho mình với giá là 1.200.000 thôi. Mình chốt giùm em mã là túi cớp cá sấu, 1.200.000 cho cái túi này, do là trừ điểm cái lót tổng hợp với lại trừ điểm cái quai không phải là da thật, không phải là da cá sấu thật nha, mà nó da bò thật, thì giá nó 1.200.000 cho cái túi cớp này, cũng rất là đẹp rồi anh chị nha. Tiếp theo thì em sẽ còn một chiếc túi này, em thấy nó đẹp quá trời, đang có khuyến mãi luôn. Túi này thì dáng xách tay và trẻ trung nha. Da nó là da thật, và cái sớ da nó rất là giống với da vôi, nhưng mà nó hơi cứng, cho nên là em không có báo da vôi, mà em chỉ báo là da thật, da độc lạ thôi anh chị nha. Và độ mới rất là cao, phải trên 92-93%, khoen khóa thì còn mới cứng luôn. Dáng xách tay nhỏ gọn, các chị mình đi tiệc tối rồi này kia mình xài mấy mẫu này rất là đẹp. Size là 20 nhân với lại 20 nhân với lại 15 nhân với cái bảng đáy là 7 cm. Dáng xách tay nhỏ gọn, không dây đeo, nhưng mà điều cái khoen khóa chỗ này làm đẹp lắm, các chị nên mua túi này. Rồi bên trong là lót phun sơn, nhưng mà hiện tại không có vấn đề gì, hàng có hiệu luôn, hiệu của Tokyo 7 gì này. Giá em đang khuyến mãi là còn 850. Anh chị chốt cho em mã là túi xách tay 850 anh chị ha, 850 cho cái túi này. Ủa, 750 chứ, em mới xem cái giá, để em xem lại cái giá. Đúng rồi, đang khuyến mãi còn 750 thôi anh chị ơi, em báo lộn nha, 750.000 cho cái túi này. Mình chốt cho em mã là túi xách tay 750 cho túi này ha, đẹp lắm anh chị nha, rất là đẹp luôn.
Em có một cái chiếc túi da trăng, túi này thì mới cứng nha, mới như chưa sử dụng, da trăng màu nâu. Chị nào mà hợp phong thủy với cái da này thì mình chốt ha, hoặc là mình thích xài da tộc lạ thì mình chốt, còn kể cả cái mẫu này nó cũng đẹp luôn, mình đi làm công sở là vô tư. Đây, cái này là da trăng thật nha anh chị nha, mà người ta làm màu nâu đẹp lắm, còn từng cái sớ da rất là đẹp luôn. Ở phía dưới đáy thì là lót da bò ha, độ mới cao trên 95%. Dây á, thì là dây da bò, dây này thì mình muốn gắn vô á, mình đeo thì mình gắn vậy, còn không á, thì mình xách tay nó cũng đẹp, cái form nó đẹp lắm anh chị. Đây, mình cất cái dây vô. Khi mình đựng đồ nhiều á thì mình bung ra dây, còn khi mình đựng đồ ít thì ở hai bên này nó có hai cái nút gài nè, anh chị gài nút này vô để cái form nó sẽ gọn cái miệng lại đó, đẹp nha, cũng sang lắm anh chị, cái form dáng công sở rất là sang. Đây, như vậy ha. Cái này là tại vì em để đồ hơi nhiều á, để đồ cho nó đúng form mà hơi nhiều. Size của cái túi á, thì nó sẽ được có là cái đáy khoảng 30, cái miệng là khoảng 28.5, chiều cao lên khoảng 20, và cái độ dày của cái đáy là khoảng 12 cm. Độ mới rất cao, trên 95% luôn, góc cạnh còn rất là đẹp. Có kèm cho mình một cái ví nhỏ nữa này. Khoen khóa thì còn vàng ha. Bên trong là lót vải nha, có hai ngăn nhỏ hai bên và có cả một cái ngăn lớn bên trong, hàng có hiệu luôn, hàng hiệu Tokyo gì đó anh chị, đây, hàng có hiệu ha. Rồi, sạch đẹp không có vấn đề gì hết luôn. Túi này thì giá bao nhiêu đây? Có cái ví nhỏ này các chị mình đựng thẻ xe đồ cũng được. Giá của cái túi này nó sẽ là túi da trăng, giá là 1450 cho cái túi này, túi da trăng giá 1450 anh chị nha. Da trăng, da rắn thì nó sẽ không phải là hiếm đâu, không phải là hiếm, nhưng mà khi mình mua ở Việt Nam mình có một số cái trại rắn đồ này kia thì nó bán giá cũng cao lắm. Cái này lâu lâu mình săn được cái túi form dáng cũng đẹp mà nó độ mới cao như vậy, giá 1450 thì cũng xứng đáng rồi anh chị ha. Rồi, 1.450.000 cho cái túi da trăng. Em có một cái chiếc túi công sở da bò dập vân đà điểu cũng đẹp luôn. Chị nào mà không có thích xài đà điểu giá cao thì mình xài này, người ta dập vân y chang như đà điểu thật luôn ha, nhưng mà nó là dập vân thôi, màu đen, túi công sở như vậy, khoen khóa là còn mới lắm, cái dáng nó cũng đẹp, dáng xách tay. Đáy là được 30, khoảng 30 đó, khoảng 29 30, nhân với cái miệng là khoảng 29 này, chiều cao lên là được 25. Đó, cái này đựng cả thế giới luôn, rất là rộng anh chị nha, ví dụ mình đựng đồ nhiều mình có thể bung cái này ra thêm được nữa. Da bò dập vân đà điểu, ở phía sau thì có một cái ngăn nhỏ này, cái miệng thì như vậy, mở ra, cái này màu đen tuyền luôn anh chị nha, mới cứng, mới trên 95% luôn. Ở bên trong là lót vải sạch đẹp, cái này là các chị các cô mình đi làm công sở là vô tư rồi, quá đẹp. Giá của nó sẽ là 550.000, mình chốt cho em mã là túi công sở vân đà điểu ha, giá 550 cho cái túi này, rất mới. Đấy, nhìn nó cũng sang lắm anh chị nha, nhưng mà nó là da bò dập vân đà điểu chứ không phải là đà điểu thật, nên giá nó chỉ có 550 thôi, phù hợp để mình mua sử dụng hoặc làm quà vẫn được luôn đó anh chị, cái túi đó đẹp lắm. Em sẽ có một cái chiếc túi da tổng hợp nhưng mà độ mới rất cao, hàng có hiệu luôn. Đây, chị nào mà muốn mua đi làm cái này thì nó trẻ nè, da tổng hợp nha anh chị, da tổng hợp thì nó thường mới lắm. Đây, ở phía dưới đáy đây. Rồi, cái này thì khoen khóa nó còn mới cứng luôn ha. Đây, mặt trước nè, cái này em khỏi độn phơm đi. Size đáy là được khoảng 25, size miệng là khoảng 23. Size miệng là khoảng 32 chứ, 32, và chiều cao lên là khoảng 27 anh chị nha. Có dây đeo chéo và có cái dây xách tay đeo vai. Rồi, cái này thì nút hết miệng như vậy, hàng có hiệu luôn, hàng hiệu cũng xịn đó, có cái tác sắt này thì hàng cũng không phải là hàng dởm đâu anh chị nha. Rồi, cái form nó như vậy, khi mà anh chị sử dụng á thì mình gắn cái nút hít này vô, xong rồi có cái dây này này, cái dây này thì mình cột qua vậy đó, nhìn cái kiểu nó lạ lạ như vậy anh chị nha, màu đen, nhìn nó rất là giống da thật nhưng mà nó là da tổng hợp và độ mới rất cao, mới như chưa sử dụng. Giá em bán cho mình là 200.000 thôi, anh chị chốt giúp em mã là túi da tổng hợp, giá 200, rất mới anh chị nha, và cái dáng nó cũng đơn giản nhẹ nhàng, 200.000 cho cái túi này. Em có một cái chiếc túi vải phơm trống nhỏ gọn, vải này giống như là vải vải len dạ vậy đó anh chị. Đó, như vậy. Cái này thì do màu sáng cho nên các chị mình xài nha, các anh xài này không được đâu.
Mình có thể đựng đồ đi tập hoặc là mình đi công việc gì đó mình đựng đồ cũng được, hoặc là mình xài như một chiếc túi công sở cũng được luôn, phù hợp để mình sử dụng ha. Ở bên dưới này là vải, trên đây phối da. Kích thước của cái túi này á, thì sẽ được là cái đáy 29 này, cái miệng khoảng 27, chiều cao lên 20, bản đáy là được 13. Phối màu rất là đẹp đó, và đan lại với nhau hay giống như là len vậy đó. Hàng có hiệu đó anh chị, hàng hiệu gì Nano Lilac gì nè. Bên trong thì sạch đẹp nha, đồ mới cao. Túi này thì giá của nó sẽ là túi vải sắc màu ha, giá của nó là 250.000. Anh chị chốt cho em mã là túi vải sắc màu, giá 250 cho cái túi này. Đấy. Tiếp theo, hôm nay có nhiều túi lắm anh chị ơi. Em có một chiếc túi Agin nhỏ xíu luôn. Có cô nào thích túi nhỏ xíu không? Túi này cực kỳ nhỏ luôn và dáng mình xách tay như vậy ha. Xách tay không mà không có dây đeo, và phối giữa màu trắng với màu đen. Túi này thì độ mới khoảng 85%. Đây. Chưa để em độn cái phơm lên, túi với sách dễ thương lắm. Rất nhỏ luôn. Như vậy. Đây anh chị. Trời nó dễ thương. Đây này. Mà phối giữa màu đen với màu trắng nha, có chữ Agin, hàng hiệu của Agin, xách tay. Kích thước của túi này thì cái đáy là được là 19 này, cái miệng là được 17.5, chiều cao lên là được 15, cái bảng đáy là được 7.5 đó. Cái phần màu trắng thì nó có hơi dính dơ phần màu đen. Nói chung là tổng quan thì cái túi này nó được khoảng 82-85%. Các chị các cô nào mình sưu tầm hàng mini á, thì mình nên lấy cái túi này nha, nó nhỏ xíu à. Đấy. Ví dụ như người ta thì người ta sẽ to hơn. Thí dụ như cái dáng này thì người ta to như vậy này, còn nó có chút xíu vậy thôi đó anh chị ha. Rồi cái này thì ở bên trong đó thì là lót vải, có cái tag là Made in Japan luôn đó anh chị ơi, túi này đẹp quá. Rồi như vậy ha, hàng của Made in Japan, hàng hiệu như của Pháp, của Ý gì đó, nhưng mà nó sản xuất tại Nhật. Rồi cái túi này thì giá của nó sẽ là 380.000 thôi. Mình chốt cho em mã là túi mini ha, túi mini giá 380, dễ thương lắm. Mình đựng đồ vô. Cái này thì mình đựng được cái điện thoại nhỏ nhỏ đó. Rồi, quá dễ thương luôn, 380.000. Lưu ý là hàng có qua sử dụng rồi anh chị nha. Rồi, sẵn đây em giới thiệu lại cái túi da voi này. Túi này thì foam đó là foam Birkin HM, foam rất là sang. Size là size công sở. Túi này rất là đẹp và dĩ nhiên là cái giá thì nó tương đương với cái độ đẹp và cái độ xịn. Da là da voi rất chất luôn. Đó. Có nhiều anh chị hỏi và trả giá cái túi này lắm, nhưng mà em không có bớt đâu. Túi này thì giá trị của nó rất là cao. Cái giá tác của nó tới 380.000 yên lận anh chị. Giá rất cao luôn. Size của nó sẽ được là 35 này, nhân với lại là 34, và nhân với chiều cao lên là khoảng 26, bản đáy là được 13. Các chị mình xách cái túi này thì mình xài cực kỳ bền nha. Da voi nó rất là bền, có giá trị phong thủy rất là cao, cũng như là cái túi này cực kỳ đẹp luôn. Và thường những cái phơm dán này, nếu mà chỉ là da bò thôi là giá của nó cũng phải là trên 2,5 triệu rồi anh chị ha, nếu nó là da bò. Còn đây là cái da voi, một cái chiếc da mà không phải là thường hay gặp đâu anh chị nha. Rồi túi này thì bên trong là lót nhung màu đen rất là đẹp như vậy. Túi này em đang bán là 3.500.000 và đang khuyến mãi còn 3.400.000, không có bớt thêm anh chị ha, giá là 3.400.000. Anh chị chốt cho em mã là túi da voi 3.400.000 ha. Rất là đẹp xịn. Chỗ này cái khoen khóa này nó có hơi oxy hóa rất là nhẹ thôi. Và cái nắp này đó là bên trong nó không có ngăn. Cái nắp này là nắp trang trí. Mình ngăn thì nó rất là tiện lợi ở chỗ là mình kéo cái khóa kéo này. Rất là hay luôn. Và phơm xách tay rất sang ha, không có dây đeo. 3.400.000 cho cái túi da voi này. Giá rất là tốt rồi anh chị ha. Rồi tiếp theo thì em sẽ có một chiếc túi công sở dập vân cá sấu. Túi này công sở đựng được vừa A4 nha, còn laptop thì anh chị xem dùm em cái size ha. Cái size của nó sẽ được có là 37 này, chiều cao lên là được 26, rồi cái đáy là được 12. Dán xách tay có chỗ móc dây luôn, mà cái này thì dán này em nghĩ nữ xài á, nam xài mẫu này chắc không đẹp. Phơm thì rất là đứng phơm nha, độ mới thì nó khoảng 85%, góc cạnh còn đẹp, nhưng mà khăn khóa thì có trầy, còn chìa khóa luôn. Đây còn cả chìa đây anh chị ha, khóa chìa và còn chìa, nhưng mà có trầy ha. Khoen khóa trên đây thì cũng có oxy hóa màu đen, rồi khóa kéo IKK. Ở bên trong là lót da, là độ mới nó khoảng 82-85% thôi anh chị ơi, không mới hơn nha, hàng có qua sử dụng rồi và phù hợp để mình sử dụng thôi. Túi này thì nó đơn giản vậy thôi, không có dây đeo anh chị ơi, mất dây rồi. Giá của nó là 650, anh chị giúp cho em mã là
túi công sở 650. 650 cho cái túi này. Túi này mình đựng giấy A4 nè, hoặc là đựng giáo án đi dạy vô tư. Đó, đứng form như vậy cũng rất là sang anh chị ha. Rồi, 650 cho cái túi này. Tiếp theo thì em sẽ có một cái chiếc túi. Đây, em có một chiếc túi này hàng hiệu cũng đẹp lắm nè. Đây thường cái form dáng như vậy ha. Form dáng mà có ổ có chìa này á thì nó rất là đắt. Da bò thôi là người ta đã bán rất là đắt đỏ rồi. Form này thì da mềm anh chị ơi, nó không có đứng form mà nó dạng mềm ha. Có nhiều chị thì thích mềm như vậy, có nhiều chị thì da thích cái dáng form hộp hơn, thì tùy sở thích của mình thôi. Màu là màu nâu đầm cũng rất là sang luôn. Túi này thì khoen khóa nó còn rất là ổn này, oxy hóa rất là ít, nhưng mà cái gốc thì nó có sờn, đây có sờn chỗ này chút xíu, chỗ này là da bò phối với chỗ này là không phải da cá sấu mà là da bò dập vân cá sấu. Này cái này dập vân anh chị nha, da bò hạt cực kỳ xịn luôn, xài rất bền, còn cả ổ cả chìa. Mà thật ra em thấy cũng không cần phải xài cái ổ chìa này, tại vì mình mở ra như vậy là được rồi, đâu cần phải xài đâu, mình để như vậy cho nó trang trí thôi anh chị nha. Ở bên trong á thì là lót vải màu tím rất là đẹp, hàng hiệu, người ta ghi cái hiệu gì đây, ghi là shop Chanel Signature gì đó, chắc là cái shop bán hàng hiệu anh chị ha, shop Chanel. Rồi em cũng không có sạch thử cái mẫu này nữa. Rồi, em chỉ bán như một chiếc túi với cái form dáng đẹp độ mới cao của da bò. Rồi túi này thì mình xách tay đeo hoài, không có gì đeo chéo, độ mới của khoen khóa còn mới lắm. Rồi phía sau có ngăn nữa này, lót đẹp luôn, đẹp anh chị ha. Túi này em đo chưa ta, em đo lại đi. Kích thước đáy là được 29 nè, cái miệng là khoảng 29 luôn, chiều cao lên là khoảng 24-25 và cái bảng đáy là khoảng 13-14 cm. Giá của nó là 1.100.000. Mình chốt giúp em mã là túi xách tay màu nâu, giá 1.100.000 anh chị, hoặc là mình ghi chốt giùm em là túi xách tay 1100 anh chị ha. Giá rất tốt cho một túi da bò thật. 1.000.000 thì mình không có mua được da bò thật nếu mình mua hàng mới đâu, mình toàn là mua dạng simili hay là da tổng hợp thôi. Túi cá sấu thì em sẽ còn một cá sấu thôi anh chị ơi, một cá sấu nữa, và cá sấu này hôm qua em có giới thiệu này, trong nguyên một dàn túi độc lạ hôm qua thì em còn cái túi cá sấu này và rất là đẹp mới luôn. Cái màu nó cũng lạ nên chị, đó là cá sấu dẻo ha, rất là có giá trị, mình mua làm quà tặng vô tư, xuất sắc lắm, và có cả dây nữa, có dây đeo. Size đáy là được 33, size miệng là khoảng 33 luôn, chiều cao lên là khoảng 21. Cái đáy là khoảng 15. Đẹp lắm anh chị, độ mới phải trên 98%. Mấy cái khoen khóa chỗ này ta chưa tháo siêu luôn mà. Cái màu nó rất là đầm. Đó, đây, từng cái vân con cá sấu rất là đẹp luôn anh chị nha, góc cạnh đẹp luôn. Màu cực kỳ đẹp, đáy đây. Đáy cá sấu luôn này, ta không có phối da bò. Ở mặt trước thì có một cái ngăn nhỏ, cái nắp bên trong, cái này thì lót da thật bên trong ha. Rồi, mình có thể xách tay như vậy hoặc là có dây đeo. Rồi, có dây đeo. Đây, dây đeo thì dây da bò, chưa có xài. Ở bên trong thì lót da thật như vậy, đẹp anh chị. Rồi phía sau lưng, sau lưng cũng là đó, nguyên cái vân cá sấu này. Những chiếc túi rất là xịn sò luôn anh chị nha. Da cá sấu là được mệnh danh là vua của những cái loài da. Đấy. Rồi, như vậy ha. Quá đẹp. Mua làm quà tặng đẹp lắm anh chị. Giá của túi này nó sẽ là 2.800.000. Mình chốt cho em mã là túi cá sấu 2.800. 2.800 là khá là mềm rồi anh chị. Giá 2.800 cho túi này mới cứng luôn. Quá đẹp. Cái màu thì không biết gọi tên là màu gì. À, anh chị ấy, giống như là nó hướng hướng giống như màu xám xám ghi ghi vậy đó, nhưng mà nó không có, không hẳn là màu ghi, không hẳn là màu xám luôn, nó kiểu cái màu lạ. Anh chị ha, 2.800 cho cái túi này. Mình mua làm quà tặng vô tư. Rồi, em có một chiếc túi hiệu này cũng hay lắm này. Cái hiệu này á thì cũng lần đầu tiên em bán cái hiệu này luôn, chất liệu vải phối với da bóng anh chị nha. Túi này đẹp lắm, chị nào mà thích lạ lạ độc độc á thì mình xài cái túi này. Giá trị nó cũng cao và kể cả cái dáng nó cũng đẹp nữa anh chị. Túi vải thôi, vải giống như là vải bố vậy đó, nó cũng rất là xịn nha. Đây, để em độn cái form lên cho các chị thấy. Túi này em xài thử cái giá em cũng bất ngờ luôn, giá nó cao. Rồi mình sẽ gài trứng giữa như vậy ha, rồi mình nút hết miệng chỗ này. Đó.
Đó, khi mà các chị đựng đồ vô thì nó sẽ căng lên ha. À, cái này trụ mới rất là cao nha, góc cạnh không có sờn gì đâu, mà cái phần vải này thì nó hơi dính bụi dơ, với lại cái màu anh chị thấy vậy thôi chứ nó mới lắm. À, và cái dáng này mình sạch thử, em sạch thử cái hiệu này thì nó có ra cái túi này luôn. Đó. À, túi này thì cái hiệu của nó là hiệu gì? Có cái tác hiệu trong đây này. À, đây đây đây, cái hiệu của nó đây. Hiệu đó là Tilamat Paris, hàng hiệu của Pháp anh chị ha, hàng hiệu của Paris. À, bên trong thì mình đựng đồ vô tư và có một cái ngăn khóa kéo nè, chị nào đựng đồ kín kín gì thì mình để trong đây. À, có cái tác là 70% cô tông gì này. Rồi, Made in China, hàng hiệu của Paris và được sản xuất tại Trung Quốc anh chị ha. Cái vải này thì xài rất là bền và cái phần này là không phải nhựa đâu, nó là da bóng, da người ta phủ bóng lên, rất là xịn, góc cạnh còn rất là đẹp. À, cái size của cái túi thì nó sẽ được cái là 34 nhân với lại 30 và nhân với cái đáy là được 15. Cái túi cũng rất là chắc nha, mình xách tay hoặc là đeo vai. Nó còn cả cái tác hiệu đó anh chị, và cái hiệu này ngay cái túi này luôn ha, em sạch thử cái mẫu này luôn y chang gì vô luôn á, thì người ta bán với giá là 230 euro lận, giá rất là cao anh chị nha. Và túi này em bán cho anh chị sưu tầm cũng như là mình sử dụng, các chị mình đi làm rất là đẹp thôi. À, giá của nó sẽ là 520.000 cho cái túi này. Anh chị chốt cho em mã là túi vải 520, đẹp lắm, màu xanh, xanh dương, còn mới cao. Túi này thì chắc xài bền lắm anh chị. Rồi em sẽ có một cái túi gì nữa đây. À, em có một cái túi của hàng hiệu của Ý nè. Hiệu này thì hôm trước em có bán túi bao tử. Đó, mẫu này độ mới rất là cao nha, màu hồng cực kỳ đẹp luôn. Và cái này thích hợp dành cho các chị, hoặc là mình mua cho con gái hay cho con em gì đó thì nó cũng hợp. Hàng hiệu, đây cái tag này anh chị chắc quen thuộc ha, em cũng giới thiệu về cái này nhiều. Orobianca gì đó, Eurobianco gì đó. Đây cái hiệu nó như vậy. Mẫu này á, thì nó là túi du lịch dù. Đó. Mình đựng chắc cỡ khoảng được từ 3 đến 5 bộ đồ á, mà cái màu hồng nữa cho nên này nữ xài. Và đặc trưng của cái hiệu này là người ta ít có làm da lắm anh chị ơi, người ta sẽ phối với dù với da như vậy ha. Xài cực kỳ bền luôn và giá trị của túi này rất là cao. Túi này thì độ mới nó cũng khoảng được 85%. Cái phần da này thì nó có hơi sờn nha, nhưng mà góc cạnh thì còn rất là đẹp. À, với nó bằng vải dù nữa, mình xài nó rất là nhẹ, mình đựng đồ mình quải nó nhẹ lắm. À, xài bền, giặt giũ dễ dàng. Size là 40 nhân với lại khoảng 26 và nhân với cái đáy là được 12 cm. Dây zin luôn và trên từng cái khoen khóa này người ta dập với là dập thương hiệu luôn, Made in Italy luôn. Chỗ này thì nó có hơi mờ nhẹ thôi anh chị ơi, không có thành vấn đề đâu. Và cái mẫu này mình sạch thử thì eBay người ta cũng có đang bán với giá rất là cao. Đấy. Ở bên trong là lót vải dập hiệu, đặc trưng của thương hiệu này là người ta sẽ lót vải dập hiệu và nhìn nó rất là sang. Dù nó là vải dù nhưng mà vải dù xịn đó anh chị. Ở bên đây có mấy cái ngăn nhỏ nhỏ linh tinh nữa này. Rồi ngăn lớn đó ha. Rồi phía sau thì có ngăn. Nhiều khi những cái vải dù này anh chị mua những cái thương hiệu mà dễ mua, ví dụ như là Adidas hay Nike đâu đó thì giá nó cao lắm rồi. Còn những cái hiệu này thì dạng như là nó ít gặp. Ở đây mình ta không có bán cửa hàng ở đây. Cái chất dù thì nó cũng rất là xịn luôn. À, giá em bán cho cái túi này, một cái túi này người ta bán từ 350 đến 500 đô anh chị, không rẻ anh chị ha. À, giá của túi này nó sẽ là 900.000. Anh chị chốt cho em mã là túi vải dù màu hồng, giá 900. Khoen khóa có mờ nhẹ. Đấy. Hiệu này thường là một cái bao tử dù là giá nó cũng phải em bán thôi là cũng phải 1.8-1.9 rồi đó anh chị, giá trị nó cao lắm. Rồi cái này em bán 900 thôi, mình có thể mua cho em cháu ha, tại vì nó màu hồng. Đây còn các anh thì mình xài mẫu này. Các anh các chú xài mẫu này đẹp nè, chất vải dù và mới cứng luôn, rất mới. Cái này em để có vài món vô thôi, chẳng cho nó hơi lên form thôi ha, mình đựng đồ để nó thẳng lên. Chất dù cực kỳ xịn sò luôn và mới lắm, chưa có qua sử dụng. À, phối với da bò. À, kích thước của cái túi này á, thì nó sẽ được là 46 này, nhân với chiều cao lên là khoảng 28 và cái đáy nó khoảng được 17-18 cm, rất mới anh chị nha. Mình xách như vậy, dây này thì mình tăng đưa được á, và mình tăng đưa thêm để mình đeo vai ha. Rồi cái này thì mình đựng chắc cỡ khoảng được 7-8 bộ đồ á anh chị, đồ mỏng mỏng thì được 10 độ mình nhét vô luôn, hàng hiệu luôn của Sazabi. Mới lắm, bên trong còn cả sổ tác lum hết đây này. Đó anh chị ha.
Và vải dù thì thật ra mỗi mỗi chất liệu thì nó sẽ có cái ưu và nhược điểm của nó. Nếu mà mình xài cái túi vải dù hoặc là túi canvas thì nó sẽ nhẹ hơn so với xài da bò. Nhưng mà có nhiều anh thì là thích sử dụng da bò, nhìn nó chất. Còn mình chỉ muốn đựng đồ nhiều thôi, ví dụ như mình phải đi cân đồ đồ này kia thì nổi cái túi không. Nếu mà túi da bò thì nó quá nặng rồi, thì mình xài cái túi vải dù này thì mình đựng được nhiều đồ hơn anh chị ha. Rồi cái này thì nó rất mới luôn, Sotheby's cũng là hàng hiệu nổi tiếng nha, cũng rất là đắt đỏ. Cái này không có dây đeo đâu anh chị, nó có dây này mình tăng đưa ra thôi, và xài bền lắm, nhà hiệu vải dù xịn luôn. Cái này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu đây? Giá của nó là 980.000, mình chốt cho em mã là túi dù Sazabi ha, hoặc là túi dù 980 cho cái túi này. Đẹp. Túi dù thì em còn một túi nữa mà phối da rắn đó. Cái này thì đựng được nhiều đồ và nam nữ đều xài được. Mấy cái vải dù xịn lắm anh chị, không có phải là vải trôi nổi mà mình xài chưa trơn mà nó bị rách đâu ha. Rồi, túi này thì màu đen phối với da rắn như vậy, dáng cũng là đeo vai xách tay, đựng được cũng tầm khoảng được 7-8 bộ đồ. Nam nữ đều xài được, mẫu này các anh các chú xài vô tư thôi, tại nó cũng đơn giản, nó không có bị nữ tính. Kích thước của cái túi này thì nó sẽ được là 43 nhân với 40 nhân với lại 29-30 nhân với cái đó là khoảng 15-16. Đây, phối với chỗ này là da trăng, này da trăng chứ, da trăng thật nha. Ở trước có hai cái nắp này. Cái túi này thì không có hiệu. Rồi, rất là đẹp, bên trong lót vải sạch đẹp luôn. Mà mình đựng đồ thì mình để cái này xuống cho nó thành cái đáy nha. À có hiệu chứ, hàng hiệu gì? Kuni, chắc là hàng hiệu của Nhật rồi đó anh chị, đẹp lắm. Cái này thì giá của nó là 950 cho cái túi này. Anh chị cho em mã là túi vải dù phối da trăng 950 ha, cho cái túi này. Rất đẹp. Không phải vải dù là hàng dởm đâu nha anh chị, vải dù nhưng mà ta xịn lắm. Rồi cuối cùng của video này thì em sẽ có một cái siêu phẩm túi da. Đây, túi da này, anh nào mà thích hàng chất, hàng xịn sò VIP á, thì mình nên chốt túi này. Túi này là túi du lịch nha anh chị, nó to đùng luôn. Túi này thì mình đựng chắc cỡ khoảng được mười mấy bộ đồ. Để em chỉnh lại cái máy tí xíu anh chị ha. Rồi, túi xuất sắc từ cái form dáng cho đến cái chất da. Chất da là mình nhìn thấy là da châu Âu liền rồi anh chị ha. Độ mới rất là cao, độ mới cực kỳ cao luôn. Góc cạnh sờn rất là ít này, sờn này chắc là do mình để anh chị. Hoặc là nếu có chủ cũ thì người ta xài ít lắm, tại vì sờn rất là ít này. Và cái này thì mình đựng được rất là nhiều đồ. Anh nào mà chất chất hay đi công tác đồ đó, hay là đi du lịch Tết hay gì đó ha, thì mình nên lấy cái túi này, rất đẹp luôn. Kích thước, mà túi này thì em thấy nam xài thôi, nữ xài thì nó hơi to. Kích thước thì cái đáy là được khoảng 52-53. Và cái miệng thì do nó có hai cái bên này nữa thì nó hơi dài hơn, nó khoảng là được 66 anh chị. Chiều cao lên là khoảng 36, cái đáy là khoảng 22 cm. Đẹp lắm anh chị nha. Rồi, độ mới cực kỳ cao, phải trên 90-92% luôn. Dây này thì mình để tăng đưa, mình đeo chéo ở trên hoặc là mình đeo vai anh chị nha. Dây cũng là dây da bò full luôn. Và cái dây này thì mình không có tháo rời ra, tại người ta gắn dính vô như vậy luôn. Để em coi có chỗ tháo không. Không, mình chỉ tăng đưa dây thôi, mình không tháo ha. Rồi hoặc là mình xách tay như vậy đó, cái qua xách rất là xịn sò. Chất da đây anh chị xem, cái chất da này không có gì để chê luôn anh chị nha. Đấy đây, quá xuất sắc, cứng cáp vô cùng luôn. Nhưng mà nó to lắm nha anh chị, rất to. Rồi mình mở khóa thì mở chỗ này như vậy đó. Rồi anh nào mà thích da xịn thì nên lấy cái túi này. Khóa là khóa IKK luôn mà kéo rất mướt. Ở bên trong là lót vải luôn, lót vải màu xanh rêu cực kỳ xịn. Hàng có hiệu đó anh chị, hàng hiệu gì? Ta, Ren, 3SB gì đó, và có cả mã code luôn nè. Xịn lắm. Ở bên trong có một ngăn khóa kéo nhỏ, sạch đẹp, không có gì để chê. Cái này em để được rất là nhiều đồ đó anh chị nha. Em độn phơm cực kỳ nhiều đồ luôn. Và cái này em có chụp hình ở trên Zalo, anh chị có thể xem, em có chụp thử cái mẫu đứng cầm thử á, mình hình dung ra được nó to như nào anh chị nha. Tại vì nó to lắm, nhiều khi mình mua về cái mình nói ui sao to quá anh không xài được, tại vì em có báo video, em có báo kích thước rồi đó. Và cái này thì nếu mà mình đi du lịch gia đình hoặc là mình đi về quê gì đó dịp lễ Tết đó, thì nó phù hợp lắm, tại vì nó to mà mình khỏi cần phải đem lỉnh kỉnh, một túi một đủ đồ. Rồi như vậy anh chị nha, quải lên thì nó sẽ như vậy, hai bên này khi mình để xuống thì nó như vậy, còn mình quải lên thì nó sẽ kéo lên như vậy, như cái trống ha. Đẹp xuất sắc. Túi này thì em bán cho mình với giá là 3,5 triệu. Anh chị chốt cho em hay là túi du lịch VIP giá 3.500.
Và đây cũng là cái sản phẩm cuối cùng của video này. Hy vọng là anh chị chú bác mình đã thích những cái video, những cái món hàng trong video hôm nay. Và hẹn cả nhà vào những cái sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm trong những video tiếp theo anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.